Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học Corel cơ bản cho người mới bắt đầu. Và trong bài học đầu tiên này, đây là bài học quan trọng nhất, tôi nghĩ là như vậy, tại vì nó cung cấp cho chúng ta những kiến thức nền tảng liên quan đến phần mềm Corel. Và trong bài học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một số cái vấn đề, đó là cách chúng ta quản lý các cái file tệp thư mục bên trong Corel, cách chúng ta thêm một cái file mới, tạo ra một file làm việc mới này, thêm các cái tệp, những cái file dữ liệu từ phía bên ngoài vào trong phần mềm Corel, cách chúng ta tùy biến và quản lý các cái công cụ, các cái bảng điều khiển bên trong Corel, cũng như là làm thế nào để chúng ta có thể xuất ra được các cái file ảnh hay là một cái file dữ liệu ở dưới dạng Corel. Ok, và đầu tiên ấy, hôm nay thì máy tính của tôi nó bị hỏng con chip về liên quan đến xử lý âm thanh, vì vậy mà tôi đang ghi âm bằng điện thoại nên là cái chất lượng âm thanh nó không được tốt, và mong các bạn thông cảm với vấn đề này cho tôi. Ok, đây là giao diện làm việc chính của phần mềm Corel. Chúng ta hãy tắt cái phần welcome screen này đi và chúng ta được một cái giao diện như vậy. Để mở ra một cái file làm việc mới trong Corel thì các bạn vào trong phần file này, các bạn chọn new. Trong phần new này thì các bạn chỉ cần quan tâm đến một số cái vấn đề liên quan như sau này. Đầu tiên là name. Name thì đây sẽ là tên của cái file làm việc của bạn. Ví dụ như tôi đặt là demo. Và phía bên phần reset, cái này là các cái chế độ làm việc của chúng ta, các bạn có thể lựa chọn web hoặc là default liên quan đến RGB hay là CMYK, các bạn có thể lựa chọn. Tuy nhiên thì theo cái thói quen, chúng ta thường để ở cái chế độ là custom để chúng ta có thể tự do điều chỉnh. Ở cái phần size bên dưới này, tức là cái định dạng file có sẵn trong Corel chúng ta có thể lựa chọn. Ví dụ như các bạn có thể lựa chọn A0, A4, A3, A5, A6 hay là các bạn có thể lựa chọn các chế độ liên quan đến từng cái công việc của chúng ta. Web, rất nhiều thứ ở đây. Và giống với bất kỳ một cái phần mềm đồ họa nào khác thì chúng ta vẫn có chiều rộng của trang giấy này, chiều cao của trang giấy, và phía bên này là cái đơn vị đo mà chúng ta sẽ thiết lập cho cái file làm việc của mình. Các bạn có thể chọn inch, mm, poi hay là pixel, một số cái lựa chọn các bạn có thể lựa chọn. Và cái phần number of page, tức là cái số trang mà chúng ta sẽ làm việc. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn tạo ra một cái bộ dữ liệu nào đó, nó có tầm 3 hay 4 trang giấy hoặc là nhiều hơn, thì các bạn có thể thiết lập cái số trang ở đây. Ví dụ như bây giờ tôi để ở đây là một trang nhé. Và đây là hệ màu. Hệ màu của chúng ta thì trong này nó hỗ trợ cho chúng ta hai cái hệ màu, đó là RGB và CMYK. Cái phần rendering solution, cái này là cái mật độ điểm ảnh cho cái vùng làm việc của chúng ta. Lấy ví dụ 72 là cái chế độ để chúng ta hiển thị trên web, các cái thiết bị hiển thị trên web này, trên điện thoại, trên máy tính thì chúng ta thường để 72 liên quan đến thiết kế banner ấy, ta để 72. Cái phần 300 hay là 150 nó là cái mức độ để chúng ta in ấn bên ngoài đạt chất lượng tốt nhất, chúng ta thường là chúng ta để 300. Còn những cái bên dưới này thì các bạn cũng không cần quan tâm nhiều. Các bạn nếu như các bạn muốn lưu giữ cái thiết lập của bạn dùng cho tất cả các trường hợp sau này mà các bạn không cần phải bật hiện cái bảng này lên, thì các bạn click vào cho tôi cái chữ Do Not Show Sheet này. Và nếu như các bạn click vào cái này thì lần sau ấy, cái bảng này các bạn chỉ cần chọn Ctrl N cái là lập tức nó bật luôn ra cái file mới và chúng ta không cần phải thiết lập ở đây nữa. Tuy nhiên tôi khuyến cáo các bạn là các bạn không nên click vào đây vì nó sẽ gây cho các bạn một số cái phiền toái nhất định đấy. Sau đó các bạn click OK. Đây là giao diện làm việc, cái vùng làm việc của phần mềm Corel. Thì cái phần khung này, đây là cái trang giấy hay là cái vùng làm việc của chúng ta. Tức là khi mà chúng ta thiết kế thì chúng ta sẽ thiết kế trong cái khung này. Và cái phía phần bên ngoài của chúng ta này, nó gọi là cái phần nháp. Các bạn có thể thiết kế ở trong đây hay thiết kế ở ngoài, đều được cả. Và khi mà chúng ta xuất file dữ liệu ấy, thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến phần bên trong này và tất cả những cái đối tượng bên ngoài này thì chúng ta phải bỏ nó đi. Chưa? Đó là đối với cái vùng làm việc. Những cái xung quanh mà chúng ta cần quan tâm, cái trên cùng, cái thanh trên cùng này bao gồm file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, các cái này nó gọi là thanh menu. Chưa? Cái thanh ngay bên dưới thanh menu thì nó được gọi là thanh standard. Và cái thanh cái cột này bên dưới của standard đó là property bar. Các bạn có thể bật tắt các cái file này. Ví dụ như bây giờ tôi tắt menu này,
thì chúng ta sẽ mất cái phần thanh menu ở trên. Tôi tích lại thì nó lại hiện ra này. Panda này, các bạn có thể tích bỏ đi này. Property bar này, các bạn tích thì bỏ đi này. Đấy. Bạn tích trở lại thì nó sẽ hiện trở lại thôi. Cái phần toolbook. Toolbook này chính là cái thanh công cụ của chúng ta, nó nằm ngay bên phải này. Và thanh này thì giúp cho chúng ta tạo ra những cái đối tượng vector bên trong phần mềm Corel. Cái đối tượng, cái phần dưới cùng này, nó là cái thanh status bar. Chưa? Đối với hai cái bảng ở phía trên là standard và property, thì cái này để gọi cho nó nhanh ấy, thì tôi gọi nó là cái bảng điều khiển hay là cái thanh điều khiển, thì nó sẽ nhanh hơn là chúng ta gọi là standard hay là property. Nghe nó hơi dài dòng mà nó khó nhớ, tôi gọi luôn cái thanh phía trên này gọi là thanh điều khiển. Và các cái bảng ở phía trong này, ở phía bên phải này, tôi gọi nó là bảng điều khiển cho nó dễ. Chưa? Và đây là các cái hộp thoại, cái thanh mà chứa các cái bảng điều khiển này. Các bạn có thể click vào đây để mà chúng ta hiển thị ra các cái bảng điều khiển cho riêng mình. Các bạn cũng có thể bỏ bớt các cái này đi bằng cách là các bạn tìm đến dấu x này, các bạn tích vào cái dấu x này thì nó sẽ mất đi này. Đấy, tích vào thì nó sẽ mất đi. Và các bạn thêm các cái bảng khác vào đây thì các bạn sẽ click vào dấu cộng này. Các bạn tìm vào trong này và các bạn tích vào cái bảng điều khiển mà chúng ta muốn quản lý. Ví dụ bây giờ tôi muốn bật cái bảng là Object Property để giúp cho chúng ta quản lý một số cái liên quan đến đường viền chẳng hạn. Đây, đường viền này. Thì chúng ta sẽ chọn thêm vào, tích thêm. Và chúng ta muốn bỏ cái gì thì chúng ta tích bỏ vào. Ví dụ như bây giờ tôi muốn quản lý đến phần Color. Tôi sẽ tìm đến phần Color ở trong này. Đây, các bạn chọn Color. Thì nó sẽ hiện ra các cái bảng Color. Ở đây, Color Docker. Các bạn click đúp vào. Hoặc là các bạn click vào. Thì nó sẽ hiện ra các cho các bạn cái bảng điều khiển. Được chưa? Và các bạn muốn ẩn cái thanh này trở lại với cái thanh chứa các hộp điều khiển này thì các bạn cần click vào cái dấu mũi tên. Và nếu như các bạn muốn bỏ tất cả cái thanh này đi thì các bạn click vào dấu x này. Được chưa? Khi các bạn muốn thêm lại cái thanh thì các bạn sẽ tìm vào trong cái trên các bạn tìm vào trong cái thư mục của phần Windows này. Trên cái thanh menu ấy, các bạn vào trong phần Windows, các bạn chọn Docker và các bạn lựa chọn, ví dụ như tôi chọn Color như khi nãy này, nó sẽ hiện ra. Tôi chọn vào Docker, tôi chọn đến Property Object, nó cũng sẽ hiện ra như vậy. Và cái thanh này nó không chứa được nhiều các cái bảng điều khiển, vì nếu như chúng ta để quá nhiều ấy, chẳng hạn như bây giờ tôi để đến 5-6 cái vào đây, tôi chọn State, đây, chọn. Thì các bạn thấy này, khi chúng ta chọn nhiều như vậy ấy, thì chúng ta hiển thị quá nhiều ở đây, chúng ta rất là khó để mà chúng ta nhìn được là chúng ta đang chọn cái gì. Thì các bạn có thể tạo ra hai cái thanh như này bằng cách là các bạn giữ chuột trái này, các bạn kéo ra bên ngoài thì chúng ta sẽ được một cái thanh như này. Sau đó này, các bạn túm nó, kéo và thả vào đây thì chúng ta sẽ được hai cái thanh song song với nhau. Được chưa? Đối với cái thanh màu bên trong cùng này thì các bạn có thể click vào cái dấu mũi tên này để di chuyển chọn thêm các ô màu. Hoặc là các bạn click vào cái dấu hai mũi tên ngay bên dưới để bật ra tất cả cái bảng màu mặc định bên trong Corel như này. Đối với cái thanh status bar bên dưới, đây, status bar, thì nó sẽ lưu trữ cho các bạn một số cái màu khi mà các bạn thao tác. Ví dụ như bây giờ tôi vẽ ra một đối tượng này, tôi chọn một cái màu, thì các bạn thấy là nó sẽ lưu trữ cái màu mà chúng ta đã sử dụng xuống phía cái thanh status bar ở dưới đây, giúp chúng ta dễ dàng quản lý hơn. Có một cái nhược điểm của cái phần mềm Corel, đó là cái khung chiều cao của cái khung làm việc của chúng ta hơi thấp. Vì vậy các bạn có thể bỏ bớt cái thanh phía trên này, bỏ thanh standard đi này. Thì chúng ta cũng ít khi sử dụng đến nó, thì cái phần làm việc của chúng ta nó sẽ rộng hơn. Hay là các bạn ở bên dưới này, các bạn cũng có thể bỏ cái xanh status đi để cho cái vùng làm việc của chúng ta nó rộng hơn. Được chưa? Bây giờ đến cái việc là chúng ta thao tác với cái file làm việc, một số cái phím tắt mà các bạn cần lưu ý này. Cái đầu tiên là các bạn thu phóng cái màn hình làm việc. Các bạn sẽ có hai cách để các bạn thu phóng cái màn hình làm việc. Cách thứ nhất ấy, là các bạn sẽ chọn đến cái công cụ thu phóng Zoom, hình như kính lúp này, phím tắt của nó là phím Z. Các bạn click lên trên màn hình thì sẽ phóng lớn lên. Hoặc là các bạn, chẳng hạn như các bạn có một cái đối tượng như này và các bạn muốn thu phóng đúng cái phần đối tượng, các bạn chọn nó này, các bạn quét cái
thả ra thì nó sẽ phóng lớn lên. Và nếu như các bạn muốn thu nhỏ lại thì các bạn click chuột phải, phóng lớn thì click chuột trái này, thu nhỏ click chuột phải. Chúng ta nếu như chúng ta không muốn chọn những cái công cụ zoom thì đang ở một công cụ bất kỳ các bạn muốn zoom lên ấy, thì các bạn sẽ lăn cái con chuột giữa cho tôi, lăn lên trên thì phóng lớn, lăn xuống dưới thì thu nhỏ. Và nếu như các bạn muốn di chuyển cái màn hình làm việc, chẳng hạn như các bạn có rất nhiều đối tượng ở đây mà các bạn muốn di chuyển màn hình làm việc, thì các bạn sẽ lựa chọn cho tôi cái công cụ hình bàn tay, phím tắt của nó là phím H ở trên bàn phím, các bạn sẽ kéo này để di chuyển, chưa? Hoặc là các bạn có thể giữ control này, các bạn lăn chuột giữa, các bạn lăn lên trên thì cái màn hình làm việc của chúng ta nó sẽ di chuyển sang phải, lăn xuống dưới thì nó sẽ di chuyển sang trái. Giữ Alt, lăn lên trên thì cái đối tượng, cái màn hình làm việc của chúng ta sẽ cuộn xuống dưới. Và lăn xuống dưới thì màn hình làm việc của chúng ta nó sẽ cuộn lên trên. Còn một cách để chúng ta di chuyển cái màn hình làm việc kéo thả, kéo tự do này, đó là các bạn giữ chuột giữa và các bạn kéo cái màn hình làm việc. Đây là ba cái nó cực kỳ quan trọng. Tôi nhắc lại này, khi mà các bạn làm việc ấy, các bạn cần phải lưu ý cho tôi, đó là các bạn thu phóng thì các bạn lăn chuột giữa này, di chuyển thì các bạn chọn cái công cụ hang, chúng ta là phím H, các bạn có thể kéo cái thanh này để kéo, hoặc là chúng ta thường sử dụng nhất ấy, là các bạn giữ chuột giữa, các bạn kéo để di chuyển, chưa? Đó là cái cực kỳ quan trọng các bạn cần phải lưu ý cho tôi. Cái thứ hai là nếu như chúng ta có nhiều trang, nhiều cái trang giấy trên một cái bản thiết kế, thì như tôi đã ban đầu, các bạn vào file này, các bạn chọn new đúng không, để tạo ra một file làm việc. Trong này tôi chọn 3 trang chẳng hạn, tôi click OK này, thì các bạn thấy là khác với những cái phần mềm đồ họa khác, ở trong Corel nó không hiển thị cho các bạn rất nhiều trang giấy nối tiếp nhau ở đây, mà các bạn sẽ nhìn xuống cái thanh bên dưới này, các bạn chọn thì đây sẽ là từng cái trang làm việc của các bạn, chưa? Page 1, page 2, page 3 này. Đó là thao tác với file làm việc. Một số cái lệnh mà các bạn cần quan tâm nữa, đó là di chuyển đối tượng. Đây, các bạn có một vài đối tượng như này, các bạn muốn di chuyển thì các bạn sẽ chọn công cụ Quick Tool, mà các bạn chọn đối tượng này, các bạn di chuyển này. Chọn nhiều đối tượng thì các bạn giữ cho tôi phím Shift, chưa? Hoặc là các bạn quét chọn này, các bạn giữ dùng Quick Tool, các bạn quét vào một cái vùng mà bao lấy tất cả các đối tượng của các bạn. Sau đó này, các bạn bung chuột ra thì nó sẽ chọn tất cả các đối tượng của chúng ta. Các bạn muốn xoay đối tượng thì các bạn click thêm, chọn Quick Tool này, click thêm một lần nữa thì nó sẽ hiện cái phần xoay. Tâm xoay ở đây các bạn có thể di chuyển ra ngoài. Cái này thì tôi sẽ nói trong video tiếp theo cho chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến cái vấn đề là làm thế nào để chúng ta thêm các cái bức ảnh từ phía bên ngoài vào trong cái file này. Các bạn có một cái số cách như sau này. Cách đầu tiên là các bạn vào trong phần file, các bạn chọn cho tôi cái phần import, các bạn import một cái đối tượng bất kỳ ở ngoài máy tính của bạn vào, hay là các bạn nhấn tổ phím Ctrl I ấy. Chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ import cái ảnh của Corel này vào, thì lúc này ở trên cái màn hình làm việc của chúng ta nó sẽ hiện ra một cái hình vuông, cái hình góc vuông, và nó hiển thị một số cái thông số như là chiều rộng, width hay các thứ linh tinh, và các bạn sẽ lựa chọn cái vùng mà các bạn sẽ thả cái bức ảnh vào. Sau đó này các bạn click chuột trái thì nó sẽ thả cái đối tượng của chúng ta, làm sao cho tại cái vị trí click chuột của chúng ta này nó sẽ là phần đỉnh phía trên bên trái của đối tượng. Cái cách thứ hai mà chúng ta có thể thêm một cái bức ảnh vào trong Corel ấy, đó là chúng ta sẽ tìm đến cái file ở trên máy tính của các bạn này, các bạn chọn đối tượng, kéo và thả trực tiếp vào cái file làm việc, chưa? Kéo thả trực tiếp thì chúng ta cũng sẽ import được một cái ảnh vào. Tương tự như vậy thì các bạn có thể import các cái file Corel đang làm sẵn vào trong máy. Và thông thường thì chúng ta sẽ không lựa chọn cái cách là chúng ta import file file mềm Corel vào, mà chúng ta thường click đúp vào để chúng ta mở ra file thôi. Cái tiếp theo đó là cái lệnh mà giúp cho chúng ta quay lại các bước trước trong Corel. Ví dụ như bây giờ tôi vẽ ra một số đối tượng như này, và bây giờ tôi vẽ lỗi chẳng hạn, mà tôi muốn quay lại những cái bước trước tôi đã làm, thì tôi sẽ nhấn trên bàn phím này Ctrl và phím Z để quay ngược lại. Ctrl Z được chưa? Ctrl Z. Và nếu như các bạn muốn undo, tức là các bạn muốn quay ngược lại
So với cái lệnh Ctrl Z thì các bạn nhấn tổ phím là Ctrl Shift và phím Z ở trên bàn phím. Thì nó sẽ hiện ngược lại, redo cho các bạn. Khi mà các bạn muốn nhân đôi cái đối tượng thì các bạn sẽ có rất là nhiều cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ di chuyển cái đối tượng ra một chỗ khác này, đến cái vị trí mà các bạn cần phải copy. Sau đó này các bạn click chuột phải thì nó sẽ copy ra cho các bạn một đối tượng như này. Đây tôi sẽ tô màu. Di chuyển click chuột phải. Chờ. Cách thứ hai, nếu như các bạn muốn copy và dán cái đối tượng này đè lên cái đối tượng gốc, chẳng hạn như tôi muốn tạo ra một đối tượng mới này và đè lên đúng vị trí ban đầu, thì tôi sẽ nhấn tổ phím là Ctrl C để sao chép này, Ctrl V để dán đè lên phía trên. Để các bạn thấy chúng ta có hai đối tượng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quan tâm đến một cái mà tôi quên, tôi chưa nhắc ở trước. Đó là khi mà các bạn muốn thay đổi cái phần khung của trang giấy này thì chúng ta phải làm như nào. Thì khi mà các bạn chọn Pick Tool này và các bạn click ra phần bên ngoài, thì trên cái thanh điều khiển, cái thanh điều khiển chúng ta ở trên này, thì nó sẽ có một số cái. Đây này, đây là chiều rộng và chiều cao của phần đối tượng này, của cái trang giấy, cái vùng làm việc này này. Đây là cái mức, cái chế độ hiển thị theo chiều ngang hay chiều dọc của cái trang giấy. Unit là các bạn chuyển đổi đơn vị đo. Khi mà bạn chọn thước này thì cái phần unit này nó quan trọng để chúng ta xem là cái kích thước của đối tượng của chúng ta là bao nhiêu mm hay là cm. Đấy, các bạn cần quan tâm đến cái vấn đề như thế. Và chúng ta muốn xuất ra một cái file làm việc như nào? Cái này là cực kỳ quan trọng. Tại sao tôi lại nói nó quan trọng? Tại vì rất nhiều bạn học, mới học Corel hay là bất kỳ một phần mềm nào khác, các bạn không xem cái bài 1 và các bạn liên tục hỏi tôi là tại sao em xuất ra không thấy ảnh ở đâu, mà em chỉ thấy nó chỉ mở được bằng phần mềm Corel thôi, hay là mở được bằng Photoshop, hay mở bằng Illustrator. Thì các bạn phải quan tâm đến cái việc là các bạn xuất ra cái định dạng nào. Nếu như các bạn xuất ra định dạng của Corel thì tất nhiên là các bạn chỉ có thể mở bằng Corel thôi, mà một sự may mắn nào đó thì các bạn có thể mở nó bằng các cái phần mềm khác như là Photoshop hay là Illustrator. Nhưng mà trường hợp đó thì nó hơi ít, và các bạn cần quan tâm đến cho tôi cái đuôi ảnh, cái đuôi của cái file mà các bạn xuất ra. Nếu như các bạn muốn lưu trữ lại cái file làm việc này để lần sau các bạn có thể tiếp tục sửa, hay là các bạn có thể gửi cho người này người kia thì họ có thể sửa, chỉnh sửa, thì các bạn sẽ vào trong thư mục File, các bạn chọn cho tôi cái phần Save, Saver ấy, và Save As. Chưa? Một trong hai cái này các bạn chọn Save này. Tôi xếp tới desktop, tôi chọn ở đây là demo đi. Demo. Trong này nhá, các bạn chọn demo này. Sau đó này, trong này, đây là cái định dạng mà các bạn cần quan tâm. Ví dụ như bây giờ tôi muốn xuất nó ra ở dạng file Corel, thì các bạn sẽ chọn CDR. Các bạn xuất ra file PDF, thì các bạn sẽ chọn PDF. Đây chính là cái đuôi của cái file làm việc của bạn. Các bạn phải lưu ý cho tôi cái này. CDR là các bạn lưu ở file Corel, và các bạn chỉ mở được bằng Corel thôi. Lần sau các bạn, tôi sẽ không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào liên quan đến việc bạn xuất file làm việc nữa. File AI là cái file giúp cho các bạn quản lý bằng, mở ra bằng Illustrator. Chưa? Một số cái các bạn cần quan tâm như thế. Khi mà các bạn lựa chọn được định dạng rồi, tôi sẽ lưu ở file Corel và tôi xếp lại. Thì các bạn ra chỗ cái phần này, thì các bạn sẽ thấy có một cái file của chúng ta ở đây tên là demo này. Đây chính là cái file mềm của chúng ta. Ví dụ như bây giờ tôi tắt nó đi, tắt demo. Chờ. Tôi muốn mở lại, tôi click đúp, thì chúng ta sẽ có một cái file demo.cdr. Nó khác với cái file demo ban đầu chúng ta tạo ra, tại vì cái file demo ban đầu chúng ta chưa lưu định dạng cho nó, cho nên là nó không hiện cái chấm gì ở đây cả. Và chúng ta khi mà chúng ta lưu lại thì nó sẽ thêm một cái chấm, cái đuôi của cái tiểu làm việc của chúng ta đây. Và chúng ta để chuột vào thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta cả cái đường dẫn nữa. Tôi lưu ở trong đây là phần desktop này, tên là demo.cdr. Chưa? Và nếu như bây giờ thay vì cái việc là tôi muốn lưu trữ cái file làm việc của tôi ở dạng file mềm để tiếp tục chỉnh sửa, mà tôi lại muốn lưu cái file của tôi nó ở cái dạng là tôi sẽ xuất ra một cái file ảnh để mà tôi gửi cho khách hàng, hoặc là tôi đăng lên website, hoặc là tôi đăng lên Facebook gì đó, thì các bạn không thể nào vào trong cái phần là save ở đây được. Vì trong này các bạn không thể nào tìm thấy cái định dạng nào liên quan đến JPG, JPEG hay là PNG cả. Đây chỉ là lưu ở dạng file mềm thôi. Vì vậy, trong Corel nó hỗ trợ cho chúng ta một cái phần để mà xuất ra các cái định dạng khác. Đó là vào file này, các bạn chọn cho tôi phần export. Trong phần export này thì các bạn sẽ lựa chọn được file PDF.
Rồi các bạn có thể lựa chọn được JPG, PNG, BMP. Đấy, các bạn có thể lựa chọn một số cái như thế. Ví dụ như bây giờ tôi muốn xuất ra một file ảnh chẳng hạn, tôi chọn JPG này. Được chưa? Sau đó tôi chọn phần export. Thì sẽ có một cái bảng hiện ra và các bạn cần quan tâm cho tôi một số cái vấn đề như sau. Cái đầu tiên, đây là cái phần view giúp cho chúng ta xem là cái file mà chúng ta xuất ra nó như nào. Cái tiếp theo ở đây là cái chế độ, cái định dạng, cái chất lượng của cái ảnh. Các bạn có thể chọn custom để tự động điều chỉnh này. Chọn low ở thấp nhất này, high là cao hay là medium này. Đấy, các bạn có thể lựa chọn. Thường là chúng ta chọn high. Trong này là chế độ màu. Thì nếu như các bạn muốn hiển thị trên các thiết bị như là máy tính hay là điện thoại thì các bạn chọn RGB, và các bạn muốn in ấn thì các bạn để CMYK, chưa? Tôi chọn ở đây chẳng hạn như tôi muốn in ấn tôi để CMYK này. Phần quality, cái phần này là cái phần nó liên quan đến chất lượng của bức ảnh. Cao nhất của nó là 100% và thấp nhất của nó ở đây là 0%. Standard này thì các bạn không cần quan tâm, các bạn cứ để mặc định như vậy. Tất cả những cái bên dưới này các bạn cũng để mặc định như tôi. Phía bên phần transform motion, cái này là cái mà đơn vị đo này, rồi width height là chiều cao, chiều rộng các thứ. Solution. Cái solution này như tôi nói ban đầu ấy, là chúng ta sẽ có thể thiết lập là khi mà hiển thị trên thiết bị thì bạn để 72 và khi mà các bạn khi đánh thì các bạn để 300. Đấy, đó là hai cái mà các bạn cần quan tâm. Tôi để cái này lên 100% đi. 100 này. Các bạn click OK hoặc là các bạn nhấn Enter ấy, thì chúng ta sẽ export ra cái ảnh. Khi bạn ra desktop thì các bạn sẽ thấy có một cái file các bạn export ở đây. Cái file này sẽ giúp cho chúng ta là các bạn có thể dùng file này in ấn hoặc là các bạn đăng lên website hoặc là bất kỳ một cái thiết bị nào khác mà các bạn mong muốn. Thì đó là những cái nội dung cơ bản liên quan đến các cái việc là quản lý thư mục, mở ra một file làm việc mới, xuất file và quản lý các cái bảng điều khiển bên trong Corel trong cái bài hướng dẫn này. Mong rằng là các bạn sẽ ghi nhớ những cái mà tôi đã nhắc tới trong bài hướng dẫn này để chúng ta có được cái kiến thức nền tảng liên quan đến Corel. Nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình các bạn làm việc sau này. Nếu như các bạn có bất kỳ những ý kiến, đóng góp hay thắc mắc nào muốn kênh Tự Học Đồ Họa giải đáp thì các bạn hãy để lại những ý kiến bình luận đó bên dưới video. Kênh Tự Học Đồ Họa sẽ tổng hợp và giải đáp tất cả những cái ý kiến đóng góp và mong muốn của các bạn trong những bài viết hoặc là video tiếp theo của kênh Tự Học Đồ Họa. Và nếu như các bạn thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên like, share, chia sẻ bài viết của kênh Tự Học Đồ Họa đến với bạn bè của mình. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Tự Học Đồ Họa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.